Mành tăm tre là sản phẩm làm từ tre trúc dùng để trang trí nhà cửa và chống nắng. Mành tăm tre không dùng để che nắng trực tiếp ngoài trời mà dùng treo trong nhà, phía sau cửa sổ để cản nắng, cản sáng, không gây cảm giác ngột ngạt cho người sử dụng. Sau đây, tre lá Đạt Thành xin hướng dẫn đến quý khách các bước lắp rồng rọc mành tre kéo đơn giản và nhanh chóng.